Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với HHTQ Thắng Channel. Hôm nay mình sẽ review đấu phá thương khung phần 5 tập 328. Ở cuối tập trước, sau khi Chân Ni tiểu thư khách khí việc quan hệ Tiêu Thiếu An nguy cẩn thận, hẳn là thấy Chân Ni bỏ đi hoài nghi, Ma Huyết cũng thở dài nhẹ nhõm. Ma Huyết đội trưởng, ta có một vấn đề muốn hỏi một chút có thể chứ? Tiêu Viêm lúc này đã thu hồi Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích, một mặt tò mò đối với Ma Huyết hỏi. Tiêu Thiếu có chuyện nhưng hỏi không sao, chúng ta tới trước đó Ma Hoàng đã thông báo. Nếu như gặp phải Tiêu Thiếu, muốn chúng ta đối với Tiêu Thiếu liền giống như đối với hắn, Tiêu Thiếu mệnh lệnh chính là mệnh lệnh của hắn. Ma Huyết đối với Tiêu Viêm cung kính có thừa trả lời, cái kia thái độ thật đúng là giống như là đối mặt Ma Hoàng bản nhân đồng dạng. Tiêu Viêm nghe vậy cảm động đến cực điểm, nhưng vẫn là đối với trong lòng vấn đề càng hiếu kỳ một chút. Trước đó ta từng dùng linh hồn chi lực dò xét qua chung quanh nơi này, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Làm sao trong thời gian ngắn như vậy các ngươi liền đến chúng ta phụ cận? Các ngươi đến tột cùng đều là thực lực gì? Tại Đấu Đế Đại Lục, nếu như không phải quan hệ vô cùng tốt người, tùy tiện nghe ngóng thực lực của người khác là một kiện rất chuyện kiêng kỵ. Nhưng Ma Huyết lại giống như không để ý chút nào, tối thiểu đối với Tiêu Viêm hỏi hắn vấn đề này không ngại, hắn cười cười hồi đáp. Chúng ta Huyết Vệ đội muốn bảo vệ chính là Ma Hoàng an toàn. Sở dĩ mỗi cá nhân thực lực đều tại 6 sao trở lên, thấp nhất là 6 sao sơ kỳ, ta là thất tinh sơ kỳ. Tiêu Viêm cùng Nam Nhĩ Minh, Tử Ảnh đều hít sâu một hơi, 18 người. Thấp nhất 6 sao sơ kỳ đội trưởng thất tinh sơ kỳ, cái này đây cũng quá mạnh điểm. Chỉ có Chân Ni không cảm thấy kinh ngạc, thấy Tiêu Viêm đám ba người một bộ chấn kinh đến tột đỉnh dáng vẻ. Nàng nhịn không được cười một tiếng, phảng phất là đang cười Tiêu Viêm đám người ngạc nhiên. Nhìn đem ngươi dọa đến trong mắt đều muốn rơi ra tới. Ma Hoàng chính là Huyết Ma bộ tộc tộc trưởng, Huyết Ma bộ tộc chính là ma tộc hoàng tộc. Có dạng này vệ đội quá bình thường cực kỳ. Đấu Đế Đại Lục đi đâu cái siêu cấp thế lực thủ lĩnh không có dạng này vệ đội. Chờ ta Tiêu tộc lấy sau phát triển, ngươi cũng phải có dạng này thực lực vệ đội. Tiêu Viêm trong lòng ách một chút, thầm nghĩ chúng ta hiện tại mạnh nhất khiếu chiến mới 6 sao sơ kỳ. Chờ ta có dạng này thực lực vệ đội lúc, vậy chúng ta mạnh nhất thực lực chẳng phải là đã tinh. Còn cần dạng này vệ đội bảo hộ sao? Nhưng Tiêu Viêm vẫn là vì Thanh Hạo Nhiên có dạng này, cường đại ẩn giấu thực lực cảm thấy từ đáy lòng cao hứng. Đột nhiên, hắn nhớ ra cái gì đó, đối với Ma Huyết trịnh trọng hỏi. Các ngươi nếu là Thanh Đại Ca vệ đội, chắc hẳn nhất định có liên hệ Thanh Đại Ca phương pháp. Có. Ma Huyết gật đầu trả lời. Vậy là tốt rồi. Ma Huyết đội trưởng, đã chúng ta hiện tại đã an toàn, ngươi lập tức liên hệ Ma Hoàng. Liền nói các ngươi đã cùng chúng ta hội hợp, mời hắn yên tâm, cũng rút về tất cả tìm kiếm nhân thủ của ta. Tại Ma Hoàng lệ thuộc trực tiếp Huyết Vệ đội bảo vệ dưới, Tiêu Viêm một đoàn người phi hành tại như mực đậm đồng dạng trong bóng đêm. Tại Huyết Vệ đội hiện lên xếp theo hình tam giác đội hình bảo hộ bên trong. Cảm thụ được cái này tĩnh mịch chi dạ nhẹ nhàng khoan khoái, Nam Nhĩ Minh, Tử Ảnh trong lòng mới chân chính thở dài một hơi. Chỉ có Chân Đi lông mày có chút nhẹ trao lại, cùng Tiêu Viêm liếc nhau sau đối với Ma Huyết hỏi. Ngay cả các ngươi đều xuất động, lần này hành động tìm tòi thế nhưng là đem Huyết Ma bộ tộc cùng Tiêu phủ lực lượng tất cả đều bạo lộ ra đi. Ma Huyết liền bay ở Tiêu Viêm bên người, nghe Chân Ni đặt câu hỏi tranh thủ thời gian trả lời. Cái này mời Chân Ni tiểu thư yên tâm, vừa vặn vùng này có Huyết Ma bộ tộc mỏ tài nguyên. Cho dù có người phát hiện Ma Hoàng cử động, cũng sẽ không quá hoài nghi. Mà lại Ma Hoàng còn tại lục soát phạm vi biên giới thiết trí đường ranh giới. Một khi có không rõ nhân vật xuất hiện, lập tức liền có trưởng lão ra mặt đi ngăn cản. Vậy là tốt rồi. Tiêu Viêm cùng Chân Ni nghe xong, trong lòng đều lớn thở dài một hơi. Đồng thời Tiêu Viêm cũng không nhịn được một lần nữa dò xét lên đại ca Thanh Hạo Nhiên năng lực tới. Trước kia Tiêu Viêm trong mắt Thanh Hạo Nhiên, dù là cao quý Ma Hoàng nhưng làm việc một mực rất điệu thấp. Mà lại cho tới bây giờ không có tại Tiêu Viêm trước mặt lộ liễu, qua chính mình năng lực xử sự cùng thực lực. Hiện tại Tiêu Viêm mới phát hiện, hắn vị này Ma Hoàng đại ca gặp được sự kiện trọng đại lúc quyết đoán quả quyết đoán lớn thủ đoạn thiết huyết. Mà lại tâm tư kín đáo, đều không phải mình bây giờ chỗ có thể sánh được. Ta vị đại ca này, thật đúng là thâm tàng bất lộ đâu. Tiêu Viêm cười lắc đầu, rốt cục có thể chậm hạ một hơi đến dò xét cái này tĩnh mịch cảnh đêm. Bầu trời đêm mặt trăng sơ bộ không có trước kia hắc ám kiềm chế, lập lòe đầy sao điểm xuyết lấy giống như xanh đen sắc màn che. Cực kỳ giống Tiêu Viêm tâm tình lúc này, bắt đầu có nhẹ nhàng khoan khoái chí. Không nhiều nói, Tiêu Viêm đám người bước chân liền rơi vào Tiêu phủ nền đá trên mặt. Một vừa nhìn Tiêu phủ hoa hoa thảo thảo, một bên hướng về đại sảnh đi đến, Tiêu Viêm có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Khi thân ảnh của hắn xuất hiện cửa đại sảnh một khắc này, cả cái đại sảnh bên trong tựa như sôi sùng sục, trong chảo dầu rải vào một muôi nước, lập tức sôi trào lên. Rốt cục về đến rồi, trở về liền tốt, trở về liền tốt. Tiêu Dao tóc loạn giống đồ lau nhà tựa như từ trên ghế nhảy lên, khó mà khống chế nước mắt tuôn đầy mặt. Cơ hồ liền muốn đứng không vững bị Tiêu Lập, Tiêu Long cùng Minh Đế vội vàng đỡ ngồi xuống. Nhạc Thiếu Long cùng Khiếu Chiến, Phong Bạo đều nặng nề mà thở ra một hơi. Tuy nói đã thông qua Ma Huyết truyền tin biết được Tiêu Viêm an toàn, nhưng không thấy người từ đầu đến cuối đều cảm thấy không nỡ. Mà lại Ma Huyết truyền tin bên trong cũng không có nói tới Tiêu Viêm phải chăng có cái gì thương tổn.
càng để bọn hắn không an tâm đến. Bây giờ thấy Tiêu Viêm toàn thân cao thấp đều tốt, bọn hắn rốt cục buông lỏng ra siết chặt nắm đấm. Thanh Mộc Nhi sắc mặt bởi vì ngay cả nói lo lắng lộ ra rất tiều tụy, thậm chí có chút trắng bệch. Lúc này điềm đạm đáng yêu trên mặt hất lên nín khóc mỉm cười vệt nước mắt, khiến người nhìn tới đau lòng không thôi. Long Ý trực tiếp liền đánh tới hai tay ôm Tiêu Viêm, đem đầu thật sâu chôn ở Tiêu Viêm bên hông không thôi vuốt ve, làm sao cũng không chịu buông ra. Luôn luôn thị thúc như mạng Lãng Thiên, cũng khó được sớm chờ đợi ở đây. Nhìn thấy Tiêu Viêm về sau, đứng dậy vây quanh Tiêu Viêm chuyển tầm vài vòng, chung quanh trên dưới tinh tế xét lại nửa ngày mới yên lòng. Lại đột ngột nhớ tới Lô đỉnh công chính luyện lấy đan dược đâu, không kịp nói câu nào. Vỗ vỗ Tiêu Viêm bả vai liền nhanh như chớp phóng tới đan phòng, thẳng thấy đám người một trận trợn mắt hốc mồm. Có thể để cho chôn ở Lô đỉnh bên trong Lãng Thiên gia lo lắng cho ta một chút, ta đã cảm động đến chẳng biết nên nói cái gì. Ngay cả Tiêu Viêm cũng không nhịn được sờ lấy cái mũi cười khổ, thầm nghĩ khó trách Lãng Thiên thuật chế thuốc tăng lên nhanh như vậy. Riêng này phân chấp nhất cũng không phải là ai đều có thể có. Đám người ngạc nhiên về sau cũng liền ngay cả cười to, Lãng Thiên hành động này lập tức liền đem trong đại sảnh ngưng trệ bầu không khí sinh động hẳn lên. Duy nhất không cười chính là Thanh Hạo Nhiên. Hắn chìm bước đi tới, trước nặng nề mà cho Tiêu Viêm một cái ôm, sau đó âm giận tái mặt, mang theo vài phần không vui nói ra. Ngươi cũng đã biết ngươi để đại ca có bao nhiêu lo lắng. Cảm nhận được Thanh Hạo Nhiên huynh trưởng giống như quan tâm, Tiêu Viêm hốc mắt phiếm hồng, gãi đầu một cái ngượng ngùng nói ra. Để đại ca lo lắng. Bất quá, ta cái này không cũng còn tốt tốt đứng ở chỗ này nha. May mắn ngươi còn rất tốt đứng ở chỗ này. Thanh Hạo Nhiên không có nói hết lời, nhưng Tiêu Viêm rõ ràng. Nếu như mình thật có cái gì không hay xảy ra, lấy hắn đối với Thanh Hạo Nhiên hiểu biết mới. Thật là có khả năng tại đấu đế đại lục nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Thanh Hạo Nhiên không để ý Tiêu Viêm phải trăng minh bạch, vỗ vỗ Tiêu Viêm bả vai. Nhìn chằm chằm Tiêu Viêm con mắt ngưng âm thanh hỏi, nói đi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Để tất cả mọi người lo lắng, cảm thụ được tất cả mọi người quan tâm cùng lo lắng. Tiêu Viêm trong lòng dòng nước ấm trên không ngừng tràn, tràn được con mắt đều có chút mơ hồ. Tạ Chữ liền không nói, nhưng các ngươi đối với Tiêu Viêm tốt, Tiêu Viêm đời này đều sẽ khắc trong tâm khảm. Nhà mình huynh đệ, nói những này làm gì? Mau nói rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra đi. Thanh Hạo Nhiên thần tình nghiêm túc thúc giục. Tiêu Viêm nhìn xem Thanh Hạo Nhiên, lại quét mắt đại sảnh bên trong đám người một chút. Liền phải đi dược tộc trong lúc đó phát sinh sự tình kỹ càng nói một lần. Từ lọt vào bốn cái người áo trắng liên thủ ám sát, đến ba hắc y nhân quỷ dị xuất hiện. Từ trong đầm nước trở về từ cõi chết, đến dược tộc luân phiên so tài, lại đến tiến vào vấn tâm điện nhìn thấy ý giai ngưỡng cửa thu hoạch. Kinh tâm động phách quá trình để đại sảnh bên trong, hàn phong đều ngưng kết. Khiêu chiến tích tụ nhiều nói nộ khí như núi lửa một dạng bạo phát, hắn vỗ bàn lên, cái bàn tại mạnh mẽ trong đấu khí bạo liệt thành một mảnh mảnh vụn. Bay là tả mảnh vụn càng khơi dậy đám người cái kia đầy thân giận lửa, phong bạo trên đầu bốc lên sát khí. Chóp mũi bên trên suýt lấy mấy khỏa sáng lấp lánh mồ hôi, lông mày giận giận đùng đùng hướng lên trọn. Tức giận cơ hồ phải hóa thành thực chất hỏa diễm thiêu đốt tại không trung. Tiêu Dao càng là ngồi không yên, giật một thanh cái kia rối bời tóc, răng cắn được cờ rốp rung động. Trong mắt lóe một cỗ không cách nào ngăn chặn lửa giận, tựa như một đầu sư tử bị chọc giận. Thanh Mộc Nhi từ nghe được bốn cái người áo trắng liên thủ ám sát, Tiêu Viêm lúc thân thể vẫn rung động lắc không ngừng. Đến nghe được Tiêu Viêm trong đầm nước cơ hồ cửu tử nhất sinh lúc, sắc mặt càng trở nên giống như chết trắng bệch. Thẳng đến nghe được Tiêu Viêm bình yên từ vấn tâm điện ba tầng đi ra, mới đem chiếc kia nhẫn nhịn rất lâu khí phun ra. Đại nạn không chết tất có hậu phúc. Thanh Hạo Nhiên có chút cảm thán, đen đặc song mi cao cao bốc lên, như muốn đâm thủng bầu trời. Huynh đệ, ngươi biết là cái gì thế lực đối với ngươi bỏ xuống tay sao? Thanh Hạo Nhiên ngữ khí nhìn như bình tĩnh, nhưng bóp tại cái ly trong tay lại im lặng vỡ thành bột phấn, hòa với nước trà tích táp nhỏ ở mặt đất. Nhìn qua Thanh Hạo Nhiên cái kia hoàn toàn thu liễm biểu lộ khuôn mặt, Tiêu Viêm trầm mặc lắc đầu. Từ trong nạp giới xuất ra một khối có một cái máu chữ tấm vải rách nát đến. Đây là ta từ ám sát ta người áo đen ống tay áo bên trên kéo xuống tới. Ngay cả đến tục cùng là cái gì thế lực hạ thủ cũng không biết, đám người lửa giận lập tức đã mất đi phát tiết đối tượng. Uể oải lại căm giận không vung một chút nắm đấm, tâm tình của mọi người mới dần dần bình phục lại. Chúng ta hiện tại đầu tiên là phải biết xuống tay với Tiêu Viêm đến cùng là cái gì thế lực, tất cả mọi người phân tích đi. Thanh Hạo Nhiên đem Tiêu Viêm mang về khối kia, phá tấm vải đưa cho Chân Ni truyền xuống tiếp, trầm giọng nói. Đúng vậy, ta ở trên đường trở về vẫn tại nghĩ, từ Tiêu Thiếu cung cấp tình huống phân tích. Cái này hai nhóm kẻ đuổi giết rõ ràng không phải xuất từ cùng một thế lực, mà là hai cỗ thế lực. Chân Ni mở miệng nói ra, đầu tiên, cái kia bốn cái người áo trắng đều là luyện dược sư. Mặc dù là đánh lén, nhưng từ bọn hắn trước khi chết còn nhắc nhở Tiêu Thiếu. Bọn hắn đã đem ám sát thất bại tin tức truyền ra ngoài, liền có thể nhìn ra được. Bọn hắn xuất thủ, làm người cùng diễn xuất còn thuộc về tương đối chính khí một đường. Mà cái kia ba hắc y nhân thì rõ ràng khác biệt, bọn hắn xuất thủ âm tàn tựa hồ rất am hiểu ám sát. Ngay cả sử dụng đấu kỹ ta cảm giác cũng đặc biệt thích hợp ám sát rất như là sát thủ chuyên nghiệp. Đúng, Chân Ni phân tích đối với, ta cũng là dạng này cảm giác. Tiêu Viêm tán đồng nói. Nghe được Chân Ni phân tích, Thanh Hạo Nhiên giữa lông mày hiện lên một vệt ngưng trọng, dường như đoán được cái gì. Thiếu Long, nói một chút cái nhìn của ngươi.
Thanh Hạo Nhiên đem đầu hướng bên Nhạc Thiếu Long, rất muốn nghe nghe vị này người nhiều mưu trí cách nhìn, nhưng lại thấy Nhạc Thiếu Long chính nhắm mắt lẳng lặng nghe, lông mày lúc nhăn lúc thư, tựa hồ là đang trong đầu suy luận lấy cái gì. Nhạc Thiếu Long từ từ mở mắt, trầm ngâm trong chốc lát mới chậm rãi nói ra: "Vậy ta liền nói một chút ta đối với lần này ám sát sự kiện phán đoán đi, xem như phao chuyên dẫn ngọc. Ai nha, cái gì gạch ngọc chua chết được, mau đem phán đoán của ngươi nói ra gấp chết người." Khiếu Chiến vội vàng hét lên. Nhạc Thiếu Long nghiêng qua Khiếu Chiến một chút, sau đó hắng giọng một cái mở miệng nói ra: "Ta là nghĩ như vậy, bốn cái người áo trắng đều là năm sao đấu đế, ba hắc y nhân cũng thế, mà lại dẫn đầu vị kia vẫn là năm sao đỉnh phong đấu đế, thực lực như vậy thế mà liên thủ đi ám sát, chỉ có bốn sao hậu kỳ Tiêu Thiếu nói rõ cái gì?" Nhìn một chút đám người, Nhạc Thiếu Long tiếp lấy nói ra, tối thiểu nói rõ hai vấn đề. Một, bọn hắn đối với Tiêu Thiếu hiểu rất rõ, biết Tiêu Thiếu thực lực chân chính xa không chỉ bốn sao hậu kỳ. Hai, bọn hắn đối với ám sát Tiêu Thiếu tình thế bắt buộc. Có thể đối với Tiêu Thiếu thực lực chân chính bao nhiêu có hiểu biết, không ngoài ý muốn. Bởi vì, muốn giết chết Tiêu Thiếu người nhất định đối với Tiêu Thiếu hết thảy đều rất lưu ý. Chỉ phải chú ý sưu tập có quan hệ Tiêu Thiếu tình báo, liền có thể biết Tiêu Thiếu tại Đế Châu một trận chiến bên trong biểu hiện. Mà lại Tiêu Thiếu lần này vừa một mình rời đi liền tao ngộ ám sát, càng nói rõ bọn hắn nhìn chằm chằm vào Tiêu Thiếu động tĩnh. Thấy mọi người nghe được liên tiếp gật đầu, Nhạc Thiếu Long tiếp nhận Thanh Mộc Nhi đưa tới nước trà nhấp một miếng, tiếp tục nói ra: "Như thế trăm phương ngàn kế muốn giết chết Tiêu Thiếu thế lực, sẽ là cái gì thế lực đâu? Ta nghĩ không ở ngoài ba loại, hoặc là có rất lớn cừu hận, hoặc là có trọng đại lợi ích, hoặc là giết Tiêu Thiếu sẽ có lợi ích cực kỳ lớn. Tiêu Thiếu mới đến đấu đế đại lục mấy chục năm, ta cảm thấy chúng ta có thể từ cái này ba phương diện bắt đầu." Trục vừa phân tích dần dần bài trừ, ta nghĩ rất nhanh liền có thể suy đoán ra đến tột cùng là cái gì thế lực nghĩ muốn ám sát Tiêu Thiếu. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng cơ bản có thể ra kết luận. Thiếu Long nói rất có đạo lý, phương pháp này đã đơn giản lại trực tiếp, tới đi, chúng ta liền trục vừa phân tích đi. "Tiêu Thiếu, ngươi đến nói một chút." Chân Ni mở miệng nói ra, đưa ánh mắt ngừng trên người Tiêu Viêm. "Được, muốn nói cừu hận, trừ hồn ma bộ tộc, ta cùng thế lực khác đều không có cái gì cừu hận. Trước là ma vực mộ địa lần kia bọn hắn không được đến huyết ma lệnh sau truy sát ta cùng Kỳ Nhi. Sau đó là lần này Đế Châu xâm chiếm ta Tiêu tộc, ta cùng hồn ma bộ tộc cừu hận có thể nói không đội trời chung." Tiêu Viêm nói chuyện đến hồn ma bộ tộc liền nén không được lửa giận lên cao. Trong ngôn ngữ đã nghiến răng nghiến lợi, ta trực giác cho rằng cái này hai lần ám sát bên trong tối thiểu oát không khỏi liên quan. Tiêu Dao Đằng đứng dậy, kích động nói: "Hồn ma bộ tộc xác thực hiểm nghi rất lớn. Chúng ta trước hết phân tích hồn ma bộ tộc đi." Nhạc Thiếu Long tiếp lời nói, sau đó đem đầu chuyển hướng Thanh Hạo Nhiên: "Ma Hoàng, ngài đối với hồn ma bộ tộc so với chúng ta đều giải, ngài đến phân tích. "Tốt, không cần ta nhiều lời, hồn ma bộ tộc là lần này ám sát sự kiện lớn nhất hiểm nghi người không thể nghi ngờ. Bốn vị người áo trắng lần kia khẳng định không phải bọn hắn. Bởi vì bọn hắn muốn xuất thủ, không có khả năng phái ra luyện dược sư đến, có là những người khác có thể phái. Như vậy, chỉ có thể là người áo đen lần kia. Nhưng là, ta từ huynh đệ trong miêu tả, cũng từ khối này trên tấm vải máu chữ nhìn, cảm giác cái kia ba hắc y nhân cũng không phải là hồn ma bộ tộc người. Ta người của ma tộc xuất thủ mặc dù cũng tàn nhẫn, nhưng rõ ràng không có chuyên nghiệp như vậy. Chính như Chân Ni tiểu thư nói, cái kia ba hắc y nhân rất giống là sát thủ chuyên nghiệp. Mà lại năm sao đỉnh phong người áo đen kia, trước khi chết từng nói với huynh đệ thân phận của hắn, huynh đệ vĩnh viễn cũng không nghĩ ra. Đã nói lên hắn nhất định không phải hồn ma bộ tộc người. Sở dĩ ta hoài nghi là Ảnh Tử Minh người. Chúng ta đều biết, chỉ có Ảnh Tử Minh ám sát mới chuyên nghiệp như vậy. Cũng chỉ có Ảnh Tử Minh người mới sẽ không tại sau khi chết bị người tra ra thân phận. Thanh Hạo Nhiên một hơi nói ra phân tích của mình, Nhạc Thiếu Long cực kỳ tán thành gật đầu, hiển nhiên, hắn cũng cho rằng như thế. Không có người chú ý tới, Chân Ni đang nghe Thanh Hạo Nhiên hoài nghi là Ảnh Tử Minh đối với Tiêu Viêm áp dụng ám sát lúc, thân thể lại không khỏi run rẩy một cái, hô hấp lập tức dồn dập rất nhiều. Ảnh Tử Minh. Đại ca có ý tứ là hồn ma bộ tộc thuê Ảnh Tử Minh đến ám sát ta. Tiêu Viêm kinh hãi, đối với điểm ấy, hắn quả thực không nghĩ tới. Vô cùng có khả năng, Ảnh Tử Minh là một cái vì tiền bán mạng ám sát cùng tình báo thu thập thế lực, chỉ nhận tiền không nhận người. Thanh Hạo Nhiên khóe miệng giật một cái cười khổ vuốt vuốt cái chán, giải thích nói đối với Ảnh Tử Minh đến nói, không có gì đúng và sai khái niệm. Chỉ cần ngươi trả nổi tiền, bọn hắn liền sẽ thay ngươi bán mạng. Đương nhiên, cũng không phải không có hạn độ. Nếu như ngươi là bát tinh trở lên thực lực, Ảnh Tử Minh liền sẽ không tiếp đơn. Bát tinh. Tiêu Viêm hít vào một ngụm khí lạnh, thầm nghĩ nếu là chính mình thật có bát tinh thực lực, hồn ma bộ tộc chỉ sợ cũng không dám có ý đồ với mình đi. Vừa nghĩ tới bị Ảnh Tử Minh dạng này, một cái vĩnh viễn nấp trong bóng tối tổ chức sát thủ nhớ, Tiêu Viêm toàn thân không được tự nhiên. Nhưng rất nhanh lại trong lòng buông lỏng, con mắt híp lại nói ra. Cũng may bọn hắn lần này ám sát thất bại, hồn ma bộ tộc muốn lại giết ta, liền phải tự mình ra mặt. Không phải cho hồn ma bộ tộc một điểm lợi hại nếm thử không thể. Nghe được Tiêu Viêm lời này, tất cả mọi người giống nhìn quái vật nhìn xem Tiêu Viêm, thần tình kia tựa như là đang hỏi. Ngươi là đấu đế đại lục người sao?
chuyện gì xảy ra? Đều nhìn ta như vậy làm gì? Tiêu Viêm có chút không nghĩ ra, không biết mình nói sai cái gì ngươi nha. Trừ tu luyện thật sự chính là, xem ra cần phải cho ngươi bồi bổ khóa mới được. Chân Ly thanh âm thoáng có chút khàn khàn, oán trách một câu sau đó tiếp lấy nói. Ảnh Tử Minh nếu là dễ dàng như vậy dừng tay liền không gọi Ảnh Tử Minh, cũng sẽ không là đấu đế đại lục mấy đại siêu cấp thế lực một trong. Làm ám sát cùng thu thập tình báo thứ nhất chuyên nghiệp tổ chức, Ảnh Tử Minh có tốt đẹp tín dự. Bọn hắn tại tiếp nhận ám sát cùng tình báo nhiệm vụ trước, sẽ đâm nhau giết đối tượng cùng nhiệm vụ độ khó làm. Phi thường chuyên nghiệp ước định, tự nhận là tiếp được mới tiếp, chỉ cần đón lấy nhiệm vụ, liền sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp hoàn thành, không chết không thôi, đương nhiên, thu phí cũng là rất đắt đỏ. Ảnh Tử Minh ám sát khiến phân vì thiên địa huyền hoàng bốn loại, phân biệt đối ứng ám sát đối tượng cấp bậc. Từ thất tinh 6 sao, 5 sao đến 4 sao, mà mỗi khiến lại phân cấp 3, cấp 1 đối ứng sơ trung kỳ, cấp 2 đối ứng hậu kỳ, cấp 3 đối ứng thời đỉnh cao. Phái ra sát thủ thì tương ứng cao hơn dòng giã 1 sao, phân biệt là bát tinh, thất tinh, 6 sao, 5 sao, lấy cam đoan ám sát thành công. Một khi ám sát thất bại, ám sát khiến tự động thăng cấp, thẳng đến ám sát thành công. Chân Ni kiên nhẫn vì Tiêu Viêm giải thích nói. Quá lợi hại như vậy. Tiêu Viêm thế mới biết mọi người vì cái gì nhìn như vậy hắn, không khỏi mồ hôi lạnh ứa ra. Nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, nghi vấn hỏi. Không đúng, ta là 4 sao hậu kỳ, bọn hắn lần này phái ra hẳn là 5 sao hậu kỳ mới đúng. Như thế nào là 5 sao đỉnh phong đâu, hơn nữa còn cộng thêm 2 cái 5 sao sơ kỳ. Ta nghĩ là Ảnh Tử Minh từ hồn ma bộ tộc, nơi đó biết ngươi lần này đế châu một trận chiến bên trong biểu hiện ra thực lực. Cố ý chiếu cố ngươi đi, Thanh Hạo Nhiên cười nói. Loại này chiếu cố vẫn là không cần tốt. Nãi nãi, cái này Ảnh Tử Minh cũng quá để mắt ta Tiêu Viêm. Tiêu Viêm hậm hực lầm bầm nói, hả? Chiếu nói như vậy, Ảnh Tử Minh sẽ còn tiếp tục ám sát ta, mà lại lần sau phái ra sát thủ chính là 6 sao hậu kỳ. Cái này Thanh Hạo Nhiên không biết trả lời như thế nào, nghĩ nghĩ mới nói, đối với cái này ta còn thực sự không rõ ràng. Ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Ảnh Tử Minh phát ra cấp 3 sát lệnh còn thất thủ sự tình. Chân Ni ngươi biết không? Biết một chút. Chân Ni cố gắng bình phục lại nỗi lòng, trên mặt gạt ra cứng ngắc cười một tiếng sau nói tiếp. Trước đây thật lâu, nhân tộc có một vị 5 sao thời đỉnh cao thiên tài, giống như Tiêu Thiếu, cũng là một cái ưu tú luyện dược sư. Hắn cùng gia tộc bên trong một vị tiểu thư yêu nhau, thế nhưng là phụ thân của tiểu thư vì mình đoạt được vị trí gia chủ, đem nữ nhi hứa cho mặt khác một cái công tử của đại gia tộc. Lấy tranh thủ hắn tại tranh đoạt vị trí gia chủ, thường có một cái hữu lực ngoại viện. Vị tiểu thư kia thề sống chết không theo, có thể là sợ chính mình hạ độc thủ đối với tộc người vô pháp bàn giao đi. Phụ thân của vị tiểu thư kia liền bỏ ra nhiều tiền mời Ảnh Tử Minh xuất thủ. Nói đến đây, Chân Ni dừng một chút, có chút nghẹn ngào. Đám người thấy Chân Ni tự thuật được như vậy kỹ càng, mà lại ẩn ẩn có chút thất thố, lẫn nhau nhìn nhau vài lần sau đều kịp phản ứng. Hẳn là Chân Ni đây là tại giảng nàng chuyện xưa của mình. Tử Ảnh nhẹ nhàng đi tới Chân Ni sau lưng, song tay vịn chặt Chân Ni hai vai, im lặng an ủi. Không có việc gì. Chân Ni tay phải vỗ vỗ Tử Ảnh khoác lên chính mình trên vai trái tay, khôi phục một chút tâm tình sau nói với đám người. Thật không tiện có chút thất thố, ta nói tiếp đi. Ảnh Tử Minh lần thứ nhất phát ra là cấp 3 huyền sát lệnh. Phái sát thủ là 6 sao đỉnh phong, vị kia thiên tài dựa vào hơn người thực lực may mắn không có bị đánh giết. Qua không lâu, Ảnh Tử Minh lần thứ hai ám sát bắt đầu, lần này phát ra là cấp 1 sát lệnh phái ra là thất tinh sơ kỳ. Một cái 5 sao đỉnh phong vô luận hắn có bao nhiêu thiên tài, như thế nào là thất tinh sơ kỳ đối thủ. Chân Ni nước mắt ào ào thẳng xuống dưới. Cô nén trong lòng bi thương, nàng tiếp tục nói ra sở dĩ ta phán đoán Ảnh Tử Minh ám sát. Khiến thăng cấp là từng bậc thăng, Tiêu Thiếu lần này là hoàng sát lệnh cấp 3. Lần sau khả năng chính là huyền sát lệnh cấp 1, xuất động sát thủ hẳn là 6 sao sơ kỳ hoặc là trung kỳ. Khả năng không lớn là 6 sao hậu kỳ hoặc là huyền sát lệnh cấp 3 6 sao đỉnh phong. Lặng lặng nghe xong Chân Ni giới thiệu, Thanh Hạo Nhiên tràn đầy áy náy nói với Chân Ni. Thật xin lỗi Chân Ni tiểu thư, ta là thật không biết còn có việc này, không cẩn thận khơi gợi lên chuyện thương tâm của ngươi. Không sao, đều đã nhiều năm trôi qua như vậy. Lại nói, cái này không phải là vì Tiêu Thiếu sao? Biết những tình huống này, đối với Tiêu Thiếu tiếp xuống ứng đối Ảnh Tử Minh ám sát bao nhiêu sẽ có chút trợ giúp. Tiêu Viêm lúc này đã không biết nên nói cái gì, hắn nhìn xem Chân Ni, lòng tràn đầy cảm kích cùng đau lòng. Thanh Mộc Nhi thần sắc rất là lo âu nhìn xem Tiêu Viêm, đột nhiên nhãn tình sáng lên, tựa hồ nghĩ đến một ý kiến hay. Mang theo hưng phấn giòn âm thanh nói ra, tên nhóc lừa đảo, vậy ngươi vẫn ngốc trong Cự Hy Thành hấp thu ma hạch. Chờ đến bát tinh đấu đế, xem bọn hắn Ảnh Tử Minh còn thế nào ám sát ngươi. Nghe được Thanh Mộc Nhi cái chủ ý này, Chân Ni từ hồi ức trong bi thương đi ra, nàng nhịn không được cười lên nói. Mộc Nhi muội muội, đó là không có khả năng. Con đường cường giả là xông ra tới. Mặc dù Tiêu Thiếu có thể dựa vào hấp thu ma hạch tăng lên đẳng cấp, nhưng trốn ở Cự Hy Thành đã mất đi một cường giả vốn có tâm tính. Sẽ vĩnh viễn không có thể trở thành một cái cường giả chân chính. Ngươi tổng không hy vọng chúng ta Tiêu Thiếu là một tên hèn nhát. Vậy làm sao bây giờ? Tên nhóc lừa đảo đối phó một cái 5 sao đỉnh phong vẫn được, nhưng muốn đối phó một cái 6 sao.
Thanh Mộc Nhi gấp đến độ nước mắt đều đi ra. Lúc này, sau khi trở về một mực không có mở miệng quá Nam Nhĩ Minh mở miệng. Ta cảm thấy đi, chúng ta rất không cần phải như vậy nản chí, ta nhớ tới tại dược tộc lúc đại tiểu thư nói qua câu nói kia. Tiêu Thiếu chính là kỳ tích người sáng tạo, đối với cái này ta rất đồng ý. Tiêu Thiếu hiện tại là 4 sao hậu kỳ, muốn đối phó 6 sao hoàn toàn chính xác thực rất khó. Nhưng nếu như Tiêu Thiếu đến 5 sao đâu, sẽ còn rất khó sao? Chúng ta đều biết, 5 sao cùng 4 sao đỉnh phong có chất khác nhau, ta dám nói, nếu như Tiêu Thiếu tăng lên tới 5 sao. Đối phó một cái 6 sao sơ, trung kỳ, hoàn toàn có thể ứng phó qua được. Hú chi Tiêu Thiếu linh hồn chi lực lần này, tại dược tộc đạt được tăng lên cực lớn. Dù sao ta đối với Tiêu Thiếu có lòng tin. Thế nhưng là Thanh Mộc Nhi dậm chân nói, tên nhóc lừa đảo vẫn là sẽ rất nguy hiểm. Ảnh Tử Minh không phải là vì tiền nha, tên nhóc lừa đảo có tiền như vậy, cầm một số lớn ra. Sao hồn ma bộ tộc ra tiền hơn rất nhiều, đi mua Ảnh Tử Minh hủy bỏ ám sát không là được rồi. Thanh Mộc Nhi lời này, nghe được đám người cười lại không cười nổi, nói lại không tốt nói, một trận lắc đầu. Thanh Hạo Nhiên nhìn đám người một chút sau nói với Thanh Mộc Nhi. Mộc Nhi, đừng nghĩ ý xấu, nếu là Ảnh Tử Minh dám thu nhiệm vụ đối tượng tiền mà hủy bỏ nhiệm vụ. Vậy hắn cái này mua bán cũng liền làm chấm dứt, tương lai ai còn dám mời hắn. Vậy chúng ta liền mắt thấy tên nhóc lừa đảo một mực bốc lên như thế lớn nguy hiểm. Thanh Mộc Nhi bĩu môi hỏi. Không để ý Thanh Mộc Nhi, Thanh Hạo Nhiên chuyển nói với Tiêu Viêm. Huynh đệ, ta cảm thấy Nam Nhĩ Minh nói đến không phải không có lý, lấy ngươi những biến thái kia đấu kỹ. Cùng ngươi hiện tại vượt qua đế cảnh đỉnh phong linh hồn chi lực, đột phá đến 5 sao về sau. Đối phó 6 sao sơ, trung kỳ tuyệt không so ngươi bây giờ đối phó 5 sao đỉnh phong khó. Ngươi không ngại coi này là thành một cái lịch luyện cơ hội, có lẽ chuyện xấu có thể biến thành chuyện tốt. Đối với tương lai ngươi trèo lên đấu đế đỉnh phong có lợi thật lớn. Tiêu Viêm kiên nghị gật đầu. Nhưng chân đi sắc mặt lại vô cùng ngưng trọng, con mắt híp lại trái lo phải nghĩ sau mở miệng nói ra. Từ hiện tại bắt đầu, Tiêu Thiếu cấp bậc trở thành tuyệt mật, trừ chúng ta ở đây những người này, không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Dù là Tiêu Thiếu thật đột phá đến 4 sao đỉnh phong thậm chí 5 sao, cũng phải để Ảnh Tử Minh vẫn cho là Tiêu Thiếu là 4 sao hậu kỳ. Mặt khác Tiêu Thiếu tận lực không cần một cái đơn độc ra ngoài, khiêu chiến mấy người các ngươi. Cũng chỉ có thể là đề cao mình thực lực, nhất là Tử Ảnh cùng Nam Nhĩ Minh. Lần này vừa vặn dược tộc Tam trưởng lão bại bởi Tiêu Thiếu rất nhiều cao cấp ma hạch. Cho Tiêu Thiếu lưu lại cần các ngươi đều cầm đi hấp thu, tranh thủ mau chóng đột phá đến 6 sao. Tốt, ba hắc y nhân chúng ta trên cơ bản đoán được là hồn ma bộ tộc thuê Ảnh Tử Minh hạ thủ. Phía dưới chúng ta tới phân tích cái kia 4 cái người áo trắng đi. Thấy ứng đối ra sao Ảnh Tử Minh đã có dự định, Thanh Hạo Nhiên đem thoại đề kéo về đến 4 cái người áo trắng trên thân. Kỳ thật, đối với 4 cái người áo trắng thân phận hắn ở trong lòng đã ẩn ẩn có phán đoán. Nhưng có nhiều thứ hắn không nghĩ thấu, luôn cảm thấy đan điện ám sát Tiêu Viêm lý do. Không phải quá đầy đủ, sở dĩ rất muốn nghe mọi người phân tích. Ta nói tiếp đi, Tiêu Viêm mở miệng nói cùng ta có cừu hận nói xong, phía dưới đến nói một chút có trọng đại lợi ích. Mọi người đều biết, nếu như nói ta ảnh hưởng đến ai trọng đại lợi ích, chỉ sợ cũng chỉ có đan điện. Đan điện hai chữ mới ra, tựa như một mảnh vẻ lo lắng đồng dạng, lập tức liền để không khí trong sân kiềm chế tới cực điểm. Không phải đám người không nghĩ tới, 4 cái người áo trắng có thể là đan điện phái ra. Bởi vì có thể phái ra 4 cái 5 sao đấu đế luyện dược sư làm sát thủ, dạng này thế lực tại đấu đế đại lục thực tại không có mấy cái. Nhưng là làm một đứng sừng sững ở đấu đế đại lục luyện dược giới đỉnh tiêm cự đầu. Một cái tuyệt đối có thể xếp vào 3 vị trí đầu thế lực lớn siêu cấp, quả thực chính là cùng nó đối nghịch thế lực ác mộng. Đám người đánh đáy lòng không muốn việc này cùng đan điện có cái gì liên lụy, tận lực liền không hướng đan điện phương diện suy nghĩ. Liền ngay cả chân ni cũng vô ý thức, muốn đem đan điện hiểm nghi từ trong đầu vãi ra. Cho nên nàng cố gắng đi thay đan điện nghĩ muốn ám sát Tiêu Viêm lý do, nghĩ lại phía dưới. Thật đúng là không có phát hiện đan điện có lý do gì muốn ám sát Tiêu Viêm, thế là mở miệng nói ra. Xác thực, nếu như nói đến trọng đại lợi ích, Tiêu Thiếu cùng Thương Minh hợp tác xác thực ảnh hưởng tới đan điện tại cấp thấp. Khôi phục loại đan dược rất lớn một bộ phận lợi ích, nhưng là cái này hợp tác đã bắt đầu. Mà lại phương thuốc hiện tại đã tại Thương Minh trong tay, giết Tiêu Thiếu thì có ích lợi gì đâu. Hú chi cái này lợi ích nhìn rất lớn, nhưng đối với đan điện đến nói, còn chưa đủ lấy dao động tại đan dược thị trường bá chủ địa vị. Sở dĩ, nếu như là tại Tiêu Thiếu cùng Thương Minh hợp tác trước đó, ta tin tưởng khả năng này họ là rất lớn. Nhưng hiện tại, ta không phải quá tin tưởng đan điện sẽ vì cái này ám sát Tiêu Thiếu. Chân Ni nói vừa xong, Thanh Hạo Nhiên liền tiếp lời nói ra. Tiêu Viêm miêu tả cái kia 4 cái người áo trắng ám sát hắn quá trình lúc, ta ngay lập tức liền nghĩ đến có phải hay không là đan điện hạ thủ. Nhưng là trong lòng ta nghi hoặc cùng Chân Ni tiểu thư đồng dạng. Nghĩ như thế nào cảm giác đan điện không cần như thế, vẻn vẹn vì cho hả giận sao? Phải biết trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, một khi ám sát thất bại bại lộ. Cùng Thương Minh quan hệ coi như triệt để cứng, đan điện trên thương nghiệp có rất nhiều nơi muốn cùng Thương Minh hợp tác. Làm như vậy không khỏi quá được không bù mất, huống chi Thương Minh có người, ma, yêu tam tộc cổ phần. Lập tức đắc tội 4 cái thế lực lớn, đan điện có ngu như vậy sao? Đúng đây phái người ám sát Tiêu Thiếu, chứ có thể tiết cho hả giận, đan điện không có nửa điểm chỗ tốt. Chân Ni phụ họa nói. Chỗ tốt?
Tiêu Viêm nghe được cái từ này, lập tức nhớ tới bốn cái người áo trắng ám sát hắn. Lúc hắn cùng bốn cái người áo trắng đối thoại đến, trong mắt tinh quang lóe lên, nói có chỗ tốt. Thanh Hạo Nhiên cùng Chân Ly cùng Nhạc Thiếu Long chờ tất cả mọi người. Đột nhiên nghe được Tiêu Viêm toát ra một câu như vậy, đều đem không hiểu cùng nghi hoặc ánh mắt ném đi qua. Tiêu Viêm hơi híp mắt, tỉnh táo hồi ức lúc ấy cùng bốn cái người áo trắng đối thoại mỗi một chữ, trong lòng xác nhận không sai sau nói ra. Bọn hắn là hướng về phía ta dược đỉnh cùng phương thuốc tới. Chuyện gì xảy ra? Thanh Hạo Nhiên kinh hỏi, mau đem chi tiết nói một chút, nhất tốt một cái chữ đều không cần để lọt. Thế là, Tiêu Viêm đem lúc ấy cùng bốn cái người áo đen đối thoại thuật lại một lần. Lúc ấy chúng ta đã chiến lại với nhau, ta dùng thiên hỏa tuyên cổ xích cùng đối thủ đối bính một chiêu. Bọn hắn không có chiếm tiện nghi gì, ta liền muốn bọn hắn nói ra bọn hắn tập sát mục đích của ta. Bọn hắn thấy thực lực của ta không yếu, không giống như là sẽ đi vào khuôn khổ dáng vẻ. Liền nói nếu như muốn ngươi giao ra trên người thần đỉnh, cùng tung hoành đấu đế đại lục phương thuốc. Ngươi nhất định không nguyện ý, sở dĩ liền để ta trước phế hai tay của ngươi hai chân lại nói. Muốn ngươi thần đỉnh cùng phương thuốc. Vậy thì khó trách. Thanh Hạo Nhiên, Chân Ni chờ lập tức giật mình minh bạch hết thảy. Tất cả mọi người biết, Tiêu Viêm cái kia cái dược đỉnh chính là tại ma vực mộ địa bên trong lão ma hoàng đưa cho Tiêu Viêm. Công hiệu thần kỳ, tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất thần đỉnh, cái gọi là mang ngọc có tội. Nếu có người biết hàng nhận biết vật này, giết người đoạt bảo, ám sát Tiêu Viêm lý do liền khá đầy đủ. Cũng không đúng, Tiêu Thiếu luyện dược cho tới bây giờ đều là tại Tiêu phủ, đan điện làm sao biết Tiêu Thiếu có cái đỉnh này. Khiêu Chiến cũng bắt đầu học được phân tích. Tiêu Thiếu tại đan điện thịnh hội tân tú tranh tài bên trên chính là bằng cái đỉnh này cầm quán quân. Chân Ni nhẹ giọng đối với Khiếu Chiến giải thích nói. Có thể bằng vài lần liền nhìn ra cái đỉnh này chỗ bất phàm, tuyệt đối không phải người bình thường đâu, không chỉ có muốn trên luyện dược tạo nghệ cực cao. Hơn nữa còn được trên luyện khí có không cạn tạo nghệ mới được. Nhạc Thiếu Long nhắc nhở, hắn đã từng quản lý qua phòng đấu giá, tại phương diện này là chân chính người trong nghề. Tại dược đỉnh nghiên cứu phương diện, đan điện xác thực rất mạnh. Theo ta huyết ma bộ tộc ghi chép, tiên tổ hoàng năm đó chế tác cái này cái dược đỉnh lúc, hiện tại đan điện điện chủ lão sư liền từng tham dự qua. Bất quá, ai nói đến đây là ta huyết ma bộ tộc một kiện không quá hào quang sự tình. Tiên tổ hoàng chế xong cái đỉnh này về sau, đem tham dự chế tác cái đỉnh này người toàn giết. Thanh Hạo Nhiên cảm thán nói ra một đoạn như vậy bí sử. Ồ, còn có cái này một gốc dạ đâu. Chân Ni kinh ngạc nói, trong mắt vẻ phẫn nộ cùng vẻ mặt ngưng trọng cùng hiện. Nhìn như vậy đến, người áo trắng chính là đan điện người liền cơ hồ không thể nghi ngờ. Đúng vậy, từ những tình huống này nhìn trừ bọn hắn, ta nghĩ không ra sẽ là cái gì khác thế lực. Thanh Hạo Nhiên tâm tình cực kỳ trầm trọng thở dài. Đúng, Khiêu Chiến phong bạo, Nam Nhĩ Minh, Từ Ảnh cùng kêu lên đáp. Thật là đan điện. Đan điện quá không phải thứ gì. Khiêu Chiến nghe được Chân Ni cùng Thanh Hạo Nhiên cái này nhận định, hai mắt phun lửa mắng to một câu. Đúng vậy, hồn ma bộ tộc cùng Tiêu Thiếu có đại thù, thuê Ảnh Tử Minh ám sát Tiêu Thiếu. Còn nói còn nghe được, đan điện cũng bởi vì Tiêu Thiếu có một tôn tốt đỉnh liền muốn giết người đoạt bảo. Quá phong bạo nói khẽ với Nam Nhĩ Minh thầm nói. Không được, khẩu khí này ta thay Tiêu Thiếu nuốt không trôi. Ta vậy thì đi đan điện náo hắn cái không yên tĩnh. Mấy ca ai nguyện ý cùng ta cùng đi? Khiêu Chiến mặt trướng được đỏ tía mà hống lên. Hồ nháo, Tiêu Viêm nghiêm nghị uống nói, đan điện là thực lực của chúng ta có thể đối kháng sao? Không nói đến đan điện tự thân lực lượng, chỉ bằng vào mấy cái cao giai luyện dược sư. Tùy tiện chào hỏi mấy người bằng hữu trợ chiến, Tiêu tộc liền phải toàn diệt. Đều cho ta ngồi xuống. Khiêu Chiến nhìn qua nổi giận Tiêu Viêm, đôi mắt đã trải qua trở nên đỏ như máu, chẳng lẽ cứ tính như vậy? Tiêu Viêm hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng lăn lộn nộ diễm nói ra. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, thực lực đủ rồi là báo thù. Thực lực không đủ đó chính là đi chịu chết. Mà lại chúng ta vẫn chỉ là suy đoán, căn bản không bỏ ra nổi chứng cứ. Đúng vậy, chúng ta không có chứng cứ. Nếu có chứng cứ chứng minh lần này ám sát thật là đan điện gây nên, chúng ta liền có thể mời thương minh cùng ma tộc đi ra mặt, tìm đan điện muốn một cái thuyết pháp. Tối thiểu nhất có thể để đan điện không nữa động phương diện này tâm tư. Nhạc Thiếu Long rất là tiếc nuối nói. Nếu như một mực không có chứng cứ đâu, khẩu khí này chúng ta chẳng lẽ liền nhịn? Khiêu Chiến hỏa khí y nguyên không giảm, thẳng tiêu chuẩn chất vấn Nhạc Thiếu Long. Trên thế giới này, chỉ có một loại tình huống không cần chứng cứ. Tiêu Viêm từ tốn nói một câu như vậy. Tình huống như thế nào? Khiêu Chiến hoang mang mà hỏi thăm. Tiêu Viêm ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ, gằn từng chữ, vậy liền là tuyệt đối lực lượng. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, nắm tay người nào lớn liền người đó định đoạt. Đan điện sở dĩ dám phái người ám sát ta đoạt bảo, chính là khi dễ chúng ta cho dù biết cũng không cùng bọn hắn khiêu chiến thực lực. Tiêu Viêm máu họ tại thời khắc này triệt để kích phát lên, như có một ngày làm chúng ta chân chính trưởng thành. Đó chính là đan điện nhất định phải liền chuyện này, đối với chúng ta làm ra lời nhắn nhủ thời điểm. Luận máu họ đang ngồi kỳ thật đều có, chỉ là đối với đan điện dạng này một cái quái vật khổng lồ, đám người lòng tin đều có chút không đủ. Sở dĩ vẫn luôn đang trầm mặc, nhưng Tiêu Viêm lời nói này lập tức cho đám người sung túc lòng tin.
Khiếu Chiến cũng dần dần bình tĩnh trở lại, đứng ở nơi đó yên lặng thể vị. Tiểu oan gia, ngươi đúng là lớn rồi, không còn là năm đó cái kia lăng đầu thanh. Chân Ni như mặt nước, hai con ngươi rơi trên người Tiêu Viêm, lòng tràn đầy vui mừng nghĩ đến. Huynh đệ, quyết định của ngươi để đại ca ta có chút ngoài ý muốn. Thanh Hạo Nhiên đứng dậy nhướng mày lên, cười ha ha nói, ta đều đã làm tốt điều động huyết ma bộ tộc lực lượng chuẩn bị. Không nghĩ tới ngươi thế mà tạm thời đem khẩu khí này nhị, ngươi để đại ca đối với ngươi lại có nhận thức mới. Tiêu Viêm nhìn qua Thanh Hạo Nhiên cái kia chân thành tha thiết mặt, đắng chát cười nói. Đại ca quá khen, ta chỉ là không nỡ ta những huynh đệ này vì ta đi chịu chết mà thôi. Lấy trứng chọi với đá loại sự tình này ta cũng không làm, huống chi đại ca thân hệ ma tộc trách nhiệm. Nếu như ta vừa xung động, đại ca nhất định liều lĩnh, liên lụy đại ca gánh vác ma tộc tội nhân tội danh ta có thể không chịu đựng nổi. Nói đến phần sau, Tiêu Viêm có vẻ hơi phong khinh vân đạm, Thanh Hạo Nhiên tiếu dung cũng có chút mây cuốn mây bay. Nhưng mọi người trong lòng đều sáng tỏ, cái này bình tĩnh phía dưới đè nén cỡ nào nặng nề bất đắc dĩ cùng phẫn nộ. Lòng của mọi người bên trong cũng chĩu nặng, vốn cho rằng Tiêu phủ bây giờ đã có tại đấu đế đại lục nhướng mày tư cách. Lại không nghĩ rằng tại địch nhân cường đại trước mặt mà ngay cả nhấc lên một tia gợn sóng tư cách đều không có. Một loại thật sâu cảm giác bất lực tại trong lòng mọi người dâng lên, lại ngưng tụ thành nham tương mặt ngoài băng lãnh. Bên trong chứa hỏa khí đang lẳng lặng chờ đợi lấy bộc phát ngày đó. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, Tiêu thiếu ngắn ngủi mấy chục năm ngươi liền có thể đi cho tới hôm nay một bước này. Chúng ta tin tưởng, tương lai ngươi nhất định có thể đứng ở đấu đế đại lục đỉnh trên đỉnh. Chân Ni chậm rãi hít một hơi sau tiếp tục nói. Hôm nay sỉ nhục, đến nói tất báo, ta nghĩ chư vị đều tin tưởng có thể nhìn đến ngày đó. Nghe Chân Ni lời này, đám người cả đám đều nhiệt huyết sôi trào, nghĩ phải mạnh lên tâm phá lệ mãnh liệt. Giống như hồ đã thấy báo thù rửa hận ngày đó, đến mức tại về sau thời gian bên trong tu luyện được đều phi thường điên cuồng. Điên cuồng đến tất cả thế lực cũng không nghĩ đến, điên cuồng đến ngay cả Tiêu Viêm cũng không nghĩ tới. Tiêu phủ thế lực trưởng thành so mong muốn nhanh hơn rất nhiều rất nhiều. Ngay tại Tiêu Viêm đám người suy đoán ra ám sát sự kiện chính là đan điện cùng hồn ma bộ tộc thuê ảnh tử minh trở nên lúc. Mùi thuốc tràn ngập đan điện trong cung điện, đan điện điện chủ chính chắp hai tay sau lưng đi qua đi lại, có vẻ hơi bực bội. Báo, Tiêu Viêm đã trở lại Cự Hy thành. Một tên đệ tử áo trắng bước nhanh đi vào điện đường, một chân quỳ xuống đất bẩm báo nói. Biết, truyền lệnh xuống, từ hiện tại bắt đầu, phái người chăm chú nhìn Tiêu Viêm nhất cử nhất động, phát hiện bất kỳ tình huống gì lập tức đến đây bẩm báo. Đi xuống đi. Phải. Nam tử áo trắng rời khỏi điện đường về sau, đan điện điện chủ lông mày hơi nhíu, bực bội cảm xúc lập tức một giải, một vệt âm trầm băng hàn cười lạnh nổi lên khuôn mặt. Tiêu Viêm a Tiêu Viêm, ta không biết ngươi một cái 4 sao hậu kỳ là thế nào trốn qua 4 cái 5 sao đấu đế tập sát, nhưng là, vận khí thứ này, không phải mỗi lần đều có. Cùng lúc đó, mông lung ánh trăng bao phủ xuống, một mảnh hồ nhỏ màu đỏ ngòm vây quanh đen nhánh trong cung điện. Xuôi theo tường một loạt ngọn lửa trắng xám đột nhiên dâng lên, chiếu sáng toàn bộ điện đường. Tiêu Viêm lông tóc không tổn hao gì. Một cái 4 sao hậu kỳ tiểu tử thế, mà tại một cái 5 sao đỉnh phong đấu đế, cùng hai cái 5 sao sơ kỳ đấu đế tập sát hạ lông tóc không tổn hao gì. Ngươi coi ta là ngớ ngẩn sao? Ảnh Tử Minh phân điện điện chủ cao cao giơ lên thanh âm khàn khàn, không che giấu chút nào trong lòng chấn kinh cùng nổi giận. Con ngươi đen nhánh từ trước đến nay hồi báo người áo đen bắn ra lấy hàn quang thấu xương. Hắn vốn cho rằng, cho dù phái đi ra ám sát Tiêu Viêm ba người đều chết hết, nhưng Tiêu Viêm cũng tuyệt đối sống không được. Không nghĩ tới Tiêu Viêm lại lông tóc không tổn hao gì xuất hiện tại Cự Hy thành. Thuộc hạ phỏng đoán, kia tiểu tử rất có thể là ẩn giấu đi thực lực chân thật. Người áo đen nhỏ giọng lầm bầm nói, hai tóc mai mồ hôi lạnh ứa ra, sợ điện chủ bởi vì chuyện này giận chó đánh mèo đến chính mình, hai chân nhịn không được run rẩy. Ẩn giấu thực lực. Đánh rắm. Lại thế nào ẩn giấu thực lực, hắn cũng không thể nào là 5 sao đấu đế. Một cái 5 sao đều không phải người, làm sao có thể vượt số giai giết chết một cái 5 sao đỉnh phong cùng hai cái 5 sao sơ kỳ. Nhất định là có nguyên nhân khác. Ngươi cẩn thận điều tra không có. Điện chủ giận dữ mắng mỏ lên tiếng, vô hình uy áp tràn ngập tại toàn bộ trên đại điện. Người áo đen dọa đến bịch một chút quỳ trên mặt đất, đầu cũng không dám nhấc lên thanh trả lời. Cha xét, thuộc hạ cũng cảm thấy việc này quá bất khả tư nghị, cho nên mới hướng điện chủ bẩm báo trước lại tự mình đi thực địa kỹ càng cha xét một lần. Như thế nào? Cái kia địa hình xác thực có gì đó quái lạ, đầm nước thâm bất khả chắc, mà lại sức nổi to lớn, đáy nước lạnh cho dù là 5 sao đỉnh phong cũng không chịu nổi. Sở dĩ thuộc hạ suy đoán, Tiêu Viêm trên thân khả năng có kháng lạnh bảo vật, cố ý đem chúng ta phái ra người dẫn tới dưới nước, mượn nhờ địa hình lợi đánh giết. Nếu quả thật là như vậy, vẫn còn nói còn nghe được. Ảnh Tử Minh phân điện điện chủ hơi khép hai mắt, trầm tư nửa khắc sau nhẹ gật đầu. Cái kia, chúng ta lần sau phái một cái gì cấp bậc đi. Người áo đen có chút gấp rút thở dốc một hơi, thấp giọng dò hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Thuộc hạ coi là cấp 3 ám sát khiến thất thủ, ta phân điện mặt mũi mất hết, nếu như lại thất thủ, chỉ sợ không cách nào hướng lên phía trên bàn giao. Sở dĩ có phải hay không phái một cái 6 sao trung kỳ xuất thủ, lấy bảo đảm vạn vô nhất thất. Ảnh Tử Minh phân điện điện chủ nghe vậy trong lòng khẽ động, chậm rãi gật đầu nói. Tốt, vậy liền phái một cái 6 sao trung kỳ xuất thủ, nhất định muốn cam đoan ám sát thành công.
thuộc hạ định không có nhục sứ mệnh. Người áo đen luôn mồm xưng vâng. Lúc này Tiêu Phủ bầu không khí đã dễ dàng không ít, Tiêu Viêm cảm thấy hài lòng mà nhìn xem mọi người từng cái ý chí chiến đấu sục sôi sức mạnh. Lúc này mới phát hiện từ vào cửa đến hiện tại một mực không gặp Tiêu Kỳ. Đúng rồi, Kỳ Nhi đâu? Ngươi tiểu tử này, lúc này mới nhớ tới vợ ngươi à? Tự đến Tiêu Phủ về sau, Tiêu Kỳ liền bế quan. Tiêu Dao nheo mắt Tiêu Viêm một chút, tức giận nói Tiêu Viêm một câu mới giải thích nói. Kỳ Nhi đứa bé kia cảm thấy nàng cấp bậc quá thấp, sợ cho ngươi cản trở, sở dĩ khổ luyện đi. Kỳ Nhi thật đúng là khắc khổ. Tiêu Viêm hướng đại sảnh bên ngoài nhìn một cái, cười xấu hổ cười. Đột nhiên cảm thấy chính mình thật đúng là may mắn, vô luận là thân nhân vẫn là bên người huynh đệ bằng hữu, đều có một cỗ không cam lòng lạc hậu sức mạnh. Đúng rồi đại ca, ngươi biết Cự Hy đại xâm lâm cái kia cái ảo cảnh sao? Ta muốn mở ra thời điểm đi vào. Tiêu Viêm tại Từ Dược tộc trên đường trở về một mực nhớ việc này, nghe sư tổ đem ở trong đó nói đến khủng bố như vậy, liền rất muốn sau khi trở về hỏi một chút Thanh Hạo Nhiên một chút tình huống cụ thể, hiện tại rốt cục rảnh rỗi, vội vàng hỏi. Cái gì? Thanh Hạo Nhiên ngữ điệu so bình thường đột nhiên cao 8 độ, có chút không dám tin nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Tên nhóc lừa đảo, ở trong đó thế nhưng là siêu cấp nguy hiểm. Thanh Mộc Nhi thanh âm cũng đi điều. Chân Ni cùng Nam Nhĩ Minh, Tử Ảnh đối với cái này sớm đã biết, sở dĩ yên lặng không có lên tiếng. Mạc Khiếu Chiến, Nhạc Thiếu Long cùng Phong Bạo ba người thấy Chân Ni, Nam Nhĩ Minh, Tử Ảnh không có lên tiếng. Mặc dù trong lòng kinh hãi, nhưng cũng chỉ là đôi mắt bỗng nhiên nhắm lại không có kinh lên tiếng tới. Tiêu Dao, Tiêu Lập, Tiêu Long, Minh Đế chờ ở lâu vắng vẻ Đế Châu. Ngược lại là không quá rõ ràng, Tiêu Viêm trong miệng Cự Hy đại xâm lâm huyễn cảnh phong hiểm như thế nào. Nhưng nghe Thanh Hạo Nhiên cùng Thanh Mộc Nhi cái kia kinh ngạc ngữ khí, không khỏi nơm nớp lo sợ. Chỉ có Long Ý không quan trọng, cuộn tròn thân trên ghế một vừa nhìn Tiêu Viêm một bên chơi lấy ngón tay. Ta được đi vào hái một loại gọi Hòa Mộng Thảo dược liệu, phục sinh tiên tổ Tiêu Huyền lúc nhất định phải dùng. Nghe nói chỉ có cái kia cái ảo cảnh bên trong mới sản xuất nhiều, bên ngoài rất khó tìm được. Tiêu Viêm bề bộn đối với Thanh Hạo Nhiên cũng là đối với mọi người giải thích nói. Nguyên lai là dạng này, ta nói ngươi làm sao đột nhiên nhớ tới muốn đi cái địa phương kia. Thanh Hạo Nhiên nhẹ phun một ngụm khí thoải mái nói, chỗ kia ta mặc dù không có đi vào qua, nhưng nghe trong tộc tiến đi qua người nói, kia là một cái cửu tử nhất sinh địa phương. Thấy Tiêu Viêm vẻ mặt thành thật nghe, Thanh Hạo Nhiên biết Tiêu Viêm kỳ thật đã làm quyết định, hắn thở dài một hơi mới tiếp tục nói ra. Tốt, ta liền đem ta nghe nói đều nói cho ngươi, hy vọng ngươi sau khi nghe xong có thể thay đổi quyết định của ngươi. Chúng ta đều biết muốn độ năm sao đế kiếp vô cùng khó khăn, cái này Cự Hy đại xâm lâm huyễn cảnh chính là chuyên vì 4 sao đỉnh phong mở ra, 5 sao trở lên không cách nào đi vào. Có lẽ đấu tiên sáng chế cái này ảo cảnh là muốn cho khó mà tấn thăng 5 sao đê giai đấu đế một cái cơ hội đi. Ở bên trong có thể tìm được một chút bên ngoài tìm không được bảo bối, có đại lượng ma thú cấp cao cung cấp săn giết lấy thu hoạch cao cấp ma hạch. Bất quá, cái kia phải có mệnh hưởng dụng mới được, cái này cái ảo cảnh cùng nó nói là sân thí luyện, còn không bằng nói là 4 sao đỉnh phong tràng đồ sát. Huyễn cảnh bên trong tràn đầy giết chóc, không chỉ có là người đối với ma thú giết chóc, chủ yếu nhất là giữa người và người giết chóc. Báo thù cũng không cần nói, giết người cướp của, giết người đoạt bảo ở bên trong là lại bình thường bất quá sự tình. Thậm chí căn bản không có bất kỳ cái gì mục đích, chính là muốn giết. Mà lại không chỉ có là chuẩn bị độ 5 sao đế kiếp đi vào, ngay cả có điều kiện qua 5 sao đế kiếp các loại thiên tài cũng đi vào. Nhưng là những thiên tài này phần lớn là ôm thí luyện hoặc là thuần thục đấu kỹ mục đích đi vào. Mà lại đều có rất nhiều người bảo hộ. Sở dĩ thực lực thấp bị thực lực mạnh giết, thực lực mạnh bị thiên tài giết, bình thường thiên tài bị càng thiên tài giết, càng thiên tài bị tuyệt thế thiên tài giết. Tóm lại chính là giết giết giết, từ xưa đến nay không biết có bao nhiêu thiên tài vẫn lạc ở bên trong. Nơi đó bầu trời không có mặt trời, có lẽ từng có qua, nhưng ở vô số năm tích lũy oán khí che đậy dưới, đã không thấy được. Có chỉ là làm người buồn nôn huyết tinh cùng vô tận u ám, còn có từng chồng bạch cốt lát thành mặt đất. Cự Hy đại xâm lâm huyễn cảnh, hiện tại đã có rất ít người nhắc lên cái tên này, bởi vì nó bị một cái khác mọi người công nhận xưng hô thay thế, đó chính là sát trạc huyết quật. Sát trạc huyết quật 4 chữ này mới ra, đại sảnh bên trong lập tức tựa hồ nổi lên một cỗ khiến người không rét mà run gió. Tiêu Dao mặt một chút liền biến thành đen. Ở trong đó, đã là thiên đường, cũng là địa ngục. Là kẻ giết người thiên đường, kẻ bị giết địa ngục. Là cường giả thiên đường, kẻ yếu địa ngục, là số người cực ít thiên đường, tuyệt đại đa số người địa ngục. Thanh Hạo Nhiên nhấn mạnh nói, sở dĩ mỗi một lần mở ra đi vào người mấy vạn chúng, cuối cùng có thể ra cũng chỉ bất quá giải rác mấy chục người, trong đó còn từng có nửa. Bởi vì quá độ giết đâm cùng bóng ma tử vong kiềm chế che đậy tâm linh, triệt để điên rồi. Theo Thanh Hạo Nhiên kể rõ, cỗ gió rét kia tựa hồ muốn lạnh tận xương tủy, tất cả mọi người không chịu được dùng mình một cái. Nhìn qua Tiêu Viêm đôi mắt càng là mang tới trước nay chưa từng có lo lắng. Ta nói hài tử ngươi là tiêu tộc thiên tài, cũng là tiêu tộc hy vọng duy nhất, ngươi lại không cần vì độ năm sao đế kiếp sầu muộn kia. Cái gì Hòa Mộng Thảo, ta từ từ huyễn cảnh ra nhân thủ, tới bên trong mua không được sao? Có thể hay không đừng đi mạo hiểm như vậy? Nghe huyễn cảnh bên trong hung hiểm, Tiêu Dao tâm đều nhanh muốn tung ra cổ họng.
chậm rãi lắng lại lấy ở trên người chạy trốn hàn ý. Tiêu Viêm khẽ thở dài một hơi, tay chống đỡ cái cằm. Tiêu Huyền Âm dung tiếu mạo không hiểu trong đầu hiển hiện, sư tổ câu kia làm rất tốt, đừng cho sư tổ mất mặt, cũng không ngừng lượn vòng bên tai tế, ánh mắt của hắn híp lợi hại hơn. Đến đây thì cũng khép lại phần 5 tập 328 đấu phá thương khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.